chú nhất với giới trẻ Trung Quốc trong những ngày này có lẽ là cái chết đáng tiếc của Wang Yongning, chàng trai được mệnh danh là vua mạo hiểm và được nhiều bạn trẻ tôn sùng trên các mạng xã hội. Wang Yongning nổi tiếng với những tấm hình giật gân được chụp trên các tòa nhà chọc trời, không hề có dây đỡ hay là bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Và rồi, điều thương tâm nhất đã xảy ra. 26 tuổi, Wang Yongning là một thần tượng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với hàng triệu người theo dõi. Nhờ những đoạn video hiếm ai có được như thế này, anh trở thành biểu tượng cho một trường phái mới của giới trẻ hiện đại, khác biệt, liều lĩnh tới mức gần như bất cần. Video cuối cùng được Yongning đăng tải từ đầu tháng 11, sau đó hoàn toàn biến mất. Người thân của Wang sau đó xác nhận anh đã rơi từ tầng 62 của một tòa nhà và thiệt mạng. Cái kết đau lòng của vua mạo hiểm ngay lập tức khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Điên rồ và quá ham mê nổi tiếng, những hành động này của anh ta đâu có đóng góp được gì cho cộng đồng. Trong khi đó, những ý kiến binh vực thì cho rằng nhiều người thực sự quá tàn nhẫn khi chăm chọc một người đã mất. Khi một vận động viên siết hay đua xe mạo hiểm qua đời, có ai nói với cậu như vậy không? Ít nhất thì anh ấy cũng đã sống với đam mê của mình. Tại sao những người như Wang lại thích trèo lên mái nhà chụp ảnh mạo hiểm như vậy? Có người cho rằng bởi vì anh ta ham nổi tiếng, bị cộng đồng mạng xúi giục như quý vị vừa được lắng nghe. Tuy nhiên thì đó chỉ là những phỏng đoán mà thôi. Wang Yongning chỉ là một cá nhân trong cả một cộng đồng có tên gọi là Rooftopper, những bạn trẻ thích khám phá mạo hiểm, trèo lên những mái nhà cao nhất trong thành phố. Và theo lời chia sẻ của họ thì sự cô đơn trong xã hội hiện đại chính là yếu tố thúc đẩy họ thực hiện những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. I used to be a totally normal office worker. Tôi từng là một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm, về nhà, ăn tối, đi ngủ. Tôi từng nghĩ cuộc đời thật vô nghĩa cho tới khi tìm thấy sự tự do trên các tòa nhà. Với Jason Huang, rooftoping là một lối thoát. Anh và hai người bạn, Henry và KK, đang trên đường tìm kiếm những tòa nhà mới để chinh phục. Nhóm rooftoper này cho rằng cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn làm được một điều gì đó thật phi thường.